Linh xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với xe máy nhập khẩu Hiếu Hành Phát. Và ngày hôm nay em Linh gửi tới cho mọi người một cái dòng xe đang được quan tâm thời gian gần đây rất là nhiều. Và đặc biệt là hôm nay em Linh sẽ gửi tới cho mọi người tổng hợp những cái màu 3D mà bên cửa hàng em Linh đã up sơn lên. Và nếu mà mọi người có yêu thích dòng xe Vario 160 phân khối hoặc là mọi người có yêu thích những dòng xe khác không riêng gì xe nhập khẩu nha mọi người, Vario 160 thì có cả xe của Việt Nam mình. Và ngoài ra thì bên em Linh có đầy đủ tất cả những dòng xe khác như là những cái dòng xe Taycan nè, những dòng xe số nè, hoặc là những dòng xe mô tô. Nếu mà mọi người có yêu thích và đang dự định sở hữu cho mình một chiếc xe máy trong thời điểm tháng 5 hoặc là tháng 6 này thì mọi người nhanh tay kết bạn cho em Linh vào số Zalo 0917971471, hoặc là mọi người có thể lưu số điện thoại hotline của em Linh lại là 0398011112. Em Linh sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cũng như là em Linh sẽ đặt lịch hẹn để giành lấy những cái ưu đãi tốt nhất cho mọi người. Rồi đối với cái dòng xe Vario 160 hiện tại cửa hàng xe máy Hiếu Hành Phát thì mọi người đang được hỗ trợ tặng ngay 2 triệu tiền mặt đối với những khách hàng có liên hệ đặt lịch trước, không riêng gì mua góp hoặc là mua tiền mặt đâu nha mọi người, tặng ngay 2 triệu tiền mặt luôn. Và những cái màu này là như mọi người thấy nè ha, ở đây em Linh có một cái em màu trắng nè, đó màu trắng mà đi trên cái họa tiết màu xanh vàng đồng và màu đỏ, nhìn nó rất là thể thao, rất là ngầu luôn mọi người. Còn ở đây là có một cái em màu tím nè, em màu xanh nè, những cái em này ra cà vạt sẽ hợp lệ cho mọi người đi đường nên là mọi người cứ yên tâm về cái vấn đề đó ha. Còn ở đây là cái em màu đỏ, nhưng mà đỏ này rất là đặc biệt, đây là đỏ nhám ha mọi người ha. Tiếp theo nữa là màu vàng. Màu vàng thì cái mặt nạ nó sẽ tinh tế hơn những cái em kia. Ở phía trước em nó có những cái họa tiết nhìn rất là góc cạnh nè, rất là thể thao luôn ha. Và tiếp đến nữa là một cái em màu Galaxy. Em này là của cái hiệu ứng iPhone 14 đó mọi người. Đó, thì đối với cái màu xám tím như thế này thì đối với tất cả các dòng xe luôn, em Linh bán rất là chạy đối với cái màu xám tím này ha, do là nam và nữ đều có thể sử dụng được. Đó, thì Vario 160 như mọi người cũng biết là thời điểm gần đây vừa cho ra mắt một cái phiên bản đó là của Việt Nam mình nữa. Thì nếu mà mọi người ngại cái vấn đề chế độ bảo hành bảo dưỡng, mọi người có thể tham khảo cái phiên bản của chính hãng. Thì tốt nhất là mọi người cứ kết bạn cho em Linh vào số Zalo 0917971471. Em Linh sẽ gửi tất cả những cái màu cũng như là em Linh sẽ phân tích cho mọi người hiểu rõ hơn là hai cái dòng đó nó sẽ khác nhau những cái vấn đề gì để cho mọi người dễ dàng đưa ra sự lựa chọn ha. Và đặc biệt là khi mà mọi người có ở lân cận khu vực Bình Dương á thì mọi người nhớ là liên hệ cho Trúc Linh trước khi tới mua xe để mọi người được hỗ trợ nhận 2 triệu tiền mặt. Và sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi hấp dẫn như là hỗ trợ xăng xe từ 300 cho tới 800 nè. Ngoài ra còn có một cái combo quà tặng vô cùng giá trị nữa. Và đối với cái dòng xe Vario 160 như thế này thì mọi người chỉ cần mang tới cửa hàng giúp em Linh căn cước công dân. Trường hợp mà mọi người có thể bổ sung thêm bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái nè thì mọi người sẽ được lãi suất ưu đãi hơn. Còn đối với những em xe như thế này thì mọi người chỉ cần mang tới giúp em Linh từ 7 cho đến 8 triệu là đã có thể sở hữu được. Như điều kiện mình có khả năng trả cao hơn 30% thì mình sẽ được gói lãi suất ưu đãi hơn nữa. Và bên cửa hàng thì đang hỗ trợ nếu như mà mọi người có điều kiện trả trước giúp em Linh khoảng tầm 40% giá trị của xe thì mọi người sẽ được trả luôn cả vạt gốc giống như là mọi người mua tiền mặt luôn ha. Và giá ở thời điểm hiện tại thì rất là tốt, giá chỉ từ 45-46 triệu thôi là đã bao gồm luôn biển số cho mọi người rồi. Còn do là biển số thì em Linh sẽ báo chung chung như vậy, nhưng mà có nhiều nơi là có thị xã nè, có thành phố nè, nên tốt nhất mọi người cứ nhấc máy alo cho em Linh hoặc là lưu số điện thoại em Linh lại để em Linh sẽ tư vấn và báo cái giá lăn bánh cụ thể cho mọi người ha. Rồi nếu có yêu thích dòng xe Vario 160, mọi người nhớ lưu số điện thoại em Linh lại hoặc là các bạn Zalo để em Linh gửi hình ảnh tư vấn cụ thể và đặt lịch hẹn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành ít phút để bấm vào cái video này và đừng quên bấm đăng ký kênh nè và luôn theo dõi những cái video sau này của em Linh nha. Và nhớ là tới cửa hàng xe máy Hiếu Hành Phát để gặp ngay Trúc Linh và đặt lịch hẹn để em Linh trực tiếp ra hỗ trợ cho mọi người và sẽ có những cái ưu đãi tốt nhất cho mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại xe máy Hiếu Hành Phát.